Ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết toàn quốc đã xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 73 người. Cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.540 trường hợp vi phạm, tạm giữ 138 xe ô tô, 3.015 xe mô tô và 23 phương tiện khác, tước 1.930 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn là 2.457 trường hợp, vi phạm tốc độ là 2.254 trường hợp, ma túy 10 trường hợp.